phải quyết tâm bắt hai con vượt qua, con vai một lá rồi, quá chứ một lá vui vui. Được ký không? Kia chắc kia không nói à. Con vượt không? Bứt cái thùng coi chụp lúc luôn là hiểu rồi đó. Rồi. Một ngày đang tóm đường dèo tôm. Bơi nghèo. Anh em mình đang coi hài Trường Giang nha. Cái cảnh này phải được kéo dài lâu cũng đỡ. Còn cái bạn nè. Ghê quá. Cái trời này là nè, anh em tôi không thích nha. Không vui rồi ha. Trời này nó không vui rồi. Trời bắt cột cái đầu này sẵn rồi. Cột chưa hả? Móc vô mà đi. Đây chị anh em mình chị này chị ăn cắp nha. Chụp chị luôn. Mã cái vậy, mã cái chị nó đổ hai triệu đuổi mà. Chị này lụm nghe chứ không ăn cắp mà. Chơi nha. Chơi dưới nghe mình chứ không ăn cắp mà. Mãi lại hộp tôm nó biết làm gì vậy, đừng có cho người ta đi. Chị một đống. Ấy da. Nhiều chị để xài tới mùa mít rồi không hấp nổi. Đây chưa, ủa chiều nay quá trời sóng mà anh em mình ăn cơm quá rồi. Bỏ dây, chín lên. Sóng mình cơm phải to à. Cơm có bò nữa nè. Ừ, dạ. Có gì ăn? Bò. Bò. À, để cho anh Khải giùm em. Ơ giờ anh em mình ăn cơm thôi, sống quá rồi, nó cho nó đập cho ngắn nữa không? Đó. Bên sông ngồi xuống, ngồi dưới khó ăn. Xong rồi có người gửi chén. Chiều nay mình chơi tội nên còn mấy gửi chén. Tại mình làm dấu hoài, mà nó có làm dấu tại nó có sẵn. Đây còn mấy chiều nay gửi chén. Tại nó có dấu sẵn chứ không phải tại mình. Mình chiều mình quyết tâm là mình bắt ngay cái dấu đó mà nguyện đưa cái dấu vô cái tài đó. Vinh còn kẹp nhiều quá vậy. Trời. Sao bơm vậy? Ờ nguyên nó mới ấy nó thay nhớt hay gì á. Đêm nay mấy anh em mình gặp trời sóng nên nước á bạc bạc, mấy anh em mình tiếp tục câu mực nổi nữa đó. Hai ông mới chọi qua một con chứ một con mực. Đen quá rồi. Đây một con cải. Mấy yếu. Con yếu quá cả. Yếu rồi anh em ơi. Yếu quá. Rồi đi tiêu trời, ngoài có nguyên bậy đi hết rồi. Anh này ông chiều nay chạy sóng lên tưởng là ông tiêu rồi, ngờ đâu ông quá mạnh. Ôi trời ơi, quá chừng mực lá bự rồi, sao không chỗ tôm? Trời ơi mày. Chỗ tôm nó nay. Sao chỗ tôm? Mực lá chừng quá lại luôn, chỗ tôm. Trời ơi, mực lá chỗ tôm không sẵn gãy tôm luôn mới sợ à. Chết rồi, kêu. Trên mua lưng rồi, chạy ra trước luôn rồi. Tí xíu nữa rồi. Ngoài Vinh, ngoài hàng Vinh. Dứt. Hay quá, chưa tới mực. Mẹ dứt được chung cũng đứt cháu à. Đã thôi. Hả? Quỳnh nó đang
chưa cu vụ nữa anh em ơi. Trời ơi, nãy ai gần một lá gần tới gì bên cưng ai là anh mãi. Trời ơi, tí xíu nữa một lá kia luôn rồi. Uống thiệt. Nãy sao cưng không chịu dội tôm? Con tôm đang uống lại trước khi đi ăn không biết luôn. Trời ơi. Không biết được thì... Bạn sao không bận nguồn dài vô anh? Dạ. Sao không bận nguồn dài vô? Không có nguồn dài rồi. Kéo sắt chứ gì? Đây một cái con mãi thôi. Ý, con mãi mới chín một lá hay gì đang xì rồi. Không có mệt. Không bay được. Ôi, ừ, anh chưa dính một lá rồi, một lá nãy dính rồi. Cả nó dính một lá nãy rồi anh em ơi. Con khác nữa vậy, hai con ấy vậy. Đô. Ui ui, quá đã, quá đã, quá đã. Lá còn ăn đây thốt thần chứ. Rồi, lên đường nào. Con chai cái giữa. Rồi. Cắn vô cái que luôn rồi. Ui ui, một lá. Chỗ xuống này khá là to, cắn luôn, hên quá. Sao cháu ra chọn đây nè. Bữa nay mình phải quyết tâm bắt hai con mực vào, còn vài một lá rồi, quá chung một lá mọi người. Đừng ký không, kia chắc ký không nổi à. Con mực không, bít cái thùng 30 lít luôn là hiểu rồi đó. Rồi. Bao ăn chứ không bao trả tiền nghe. Quá giờ nguyên nó chín một lá bự vừa. Ngậm mồi mà nó còn cơ chổi tôm chín nữa là ghê chưa. Đó, thấy chiếc khải bỏ nè. Chức. Hay quá. Rồi, trời trời trời. Ơ ờ, dính có tí xíu à ní ơi. Đã chưa? Một lá cho bác nữa không? Rồi xong luôn. Ơ trời ơi. Trời ơi. Một lá ký luôn. Trời ơi. Kiếp thì Khải ơi. Ba trời. Một cái 50.000 dễ cái tiền phải không? Chán quá. Hay quá. Đó đi nhỏ tầm mã có 100 mấy đi, mẹ nửa ngày được nửa tầm. Ơi. Quynh giận không ăn mì gì quên. Cái gì? Ăn tô riêng ấy rồi. Anh em mình mới đánh lưới xong nấu nấu tôm với mì. Ồ, Nguyễn ăn Nguyễn không một lá có màu chưa? Cái răng hay là ăn thịt của cái răng? Ăn cái răng. mì nấu mốt. Ngon,
chết luôn nha. Quá đã luôn. Ây da. Rồi không dính luôn, lâu qua lần không dính luôn, xui gì. Con được trai sao cười miếng chi anh em ơi. Anh cò ơi, độ ghe đêm nay làm 100 ký anh cò ơi. Ừ, quên gì lá dính cái gì quên. Ừ, quên mới dính 2 lá luôn. Quá tài chứ quên. Vâng, cũng mới dính 2 lá rồi. Con mọ. Con mọ hả? Ừ, quên đẹp trai quá tài. Nãy giờ chèo đá chính không? Ừ, quên đẹp trai chèo đá chính luôn nha em ơi. Đúng là quên đẹp trai mà. Đẹp trai nè, đó, có nhăn à. Đục vô cái một cái sụt cá này. Má à. Ây da, có dính luôn á. Rồi xong đen xì luôn. Anh tưởng đâu nó chết rồi, đục vô. Nó xong. Anh con ơi, độ nghe đây sáng nằm được 100 ký anh con ơi. Quá vậy anh con quay mỗi cánh dưới rồi. Cánh như lọt tự nhiên nó nhẹp à. Có ai đang ngủ đậy mà em kìa. Lột quý. Mệt quá rồi. Mực chưa có vụ cứu quên đẹp trai luôn anh em ơi. Một con. Dính luôn cho anh em thấy quên đẹp trai quá vậy, quá tài quên đẹp trai. Cười đi luôn rồi. Quý đẹp trai cười là hiểu rồi đó. Ơi nguy hiểm quá vậy. Ba già luôn em ơi. Đó. Gần sáng mà anh em mình lại chơi mưa rồi. Ô một lá nè, lá không. Anh em mình lại tiếp tục treo màn. Mưa quá lớn rồi, gần sáng mà còn bị mưa đó. Mưa thấy bứt ghe hết trơn mà. Đây là lưới sáng của anh em mình đây. Mấy con cá ngừ. Được nhiều đó. Cái hồ lựa ra. Ây da. Con một thước già cả nữa không. Một bầu. Ăn một trứng hấp tôm chưa. Gì? Ăn một trứng hấp tôm chưa. Trứng hấp tôm hả? Còn đó là. Món gì lạ quá vậy. Còn đó là chưa. Con đó chưa ăn. Đây nè. Con cá ngựa. Dạ. Con hả? Ừ. Rồi giờ đó anh em mình bắt với anh em mình đánh dính lỡ không à. Ừ, lỡ không? Ừ, lớn rồi. Đó, ơi, giời con này thơm quá. Nè, thằng này nó tục chứ thề nè nghe anh em ơi. Đu mà. Nè, thằng này nè. Cắn. Rồi đây anh em lỡ đòn mới được. Đây mực nãy mấy anh em mình lựa ra được nhiêu đây lòng lỡ không à. Lỡ không à, bèo mấy con luôn. Mấy cá bỏ ra bèo chết được. Mấy con. Đồ cũng vô.
dồn vô bọc kia mới đầy quá không ta. Câu mình đi. Ừ. Bỏ bỏ đây đi, ngồi ngồi lấy nha. Anh em mình lựa cái này cái mực bèo. Có không lá không? Lộng bà. Đây. Hải nó không lựa mực mà nó dở con vụ lên nè. Ngồi đàn em cho ăn một nhát à. Đàn em cho ăn một nhát cái một rồi luôn. Ồ, hai con mực vụ. Chờ bán nữa không? Thấy anh em cả nhà. Ở tính dèo mực kiếm mực vụ đặng lấy mực lá ai ngờ đâu không hố. Thấy coi nhà, cả nhà ao mực lá này ao đồ nói đi để cho điện đóng thùng đi gửi cho. Rồi cho mới gỡ cái câu ra đi. Đây là mực của mình nè, đêm nay mình nói mình chín chân hai con một lá thôi mà chín tới ba con lận à. Cắp mình con lấy cả nhà ơi. À, mình im chưa. Đây rồi để cho ai chứ hãy bắt mực cái này quay tổng thể thôi. Đây mực của Quỳnh nè anh em ơi. Ừ, Quỳnh có mực lá bự quá trời nè. À. Quỳnh dẫn một lá của Cương Linh làm bảo cho anh em xem. Ê, giờ mặt lên cho thấy mặt Quỳnh đẹp trai. Đã. Quỳnh đẹp trai lá già luôn đó đã. Để bắt cá từ con đi. Đổ ra cái một chán thiệt chứ. Phải lá chưa ăn mà. Ồ, một lá con cổ con lá không? À, con một thước hả? Mấy này dặn đàn em đâu con chứ một thước đó. Ừ, bữa nay hai kết luôn rồi, gốm đậu chạy câu tại quá vậy. Ui ui, mực này mới bự dữ nè. Rồi giữ dịch. Cắn đi anh em ơi. Ai da. Ây da, anh em ơi. Câu một xẻ. Xẻ cho lỗ, ăn ngon lành gì vậy chắc. Mực ngâm nước mặn đem xẻ. Có thấy mưa đây à. Mà những mặt đồ không thấy sao. Sao nhiều lắm. Bữa nay xẻ cái gì? Rồi đó. Quá trời mới từ Khải nói tục chứ thề anh em ơi. Ôi trời ơi, hết luôn một tài nha. Con chặt gì đâu. 11. 11. Con ngoái rồi. Quá trời nó tục chứ thề anh em ơi. Để mình làm dấu cái video này lại mới được. Mình highlight lại mấy cái này mới được. Quá trời nó tục chứ thề. Mình mở lên mình xem mình thấy dấu vàng vàng là mình biết rồi. Vàng nữa dấu vàng đó. Cái tùng cái nào cái não. Con chính. Anh em đừng chấp nó nghe anh em ơi. À. Đừng chấp nó anh em ơi. Khủng nói gì nói à. Ừ. Quên quên được nha quên. 79 84. Ồ. Đã 89 hả? 89. Bữa nay mấy anh em mình mắc lửa mới mực lỡ ra. Quá ơi, bữa nay anh em câu hai kết luôn. 15 người. Trời ơi, gốm đầu chưa? Tội gì 15 năm chứ gì này. Tội gì 15 năm chứ gì? Tội gì sống. Hiếp dâm ta. Hiếp dâm người quá cố. Quá, giờ mấy này, hai này nó quậy dữ lắm à. Kìa quá. Để chú gái cầm vô đầu lên cái xiển đi. Bê 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 bê. Đồ ơi. 29 cái. Gom đầu. Ê còn có anh nó ngoài ơi. Xíu chết rồi này. Ây da.
Ê, quên quên chứ. Quên quên chứ mà ăn cái thông máu đâu rồi. Trời ơi, tí xíu nữa 4 kg rồi trời. Không nói cùng đâu. Nói ăn cho ăn vàng cho gà. Rồi. 12 21. Lỡ đổ. Ừ, để đây hồi mình gỡ. 41. Nè đi. Ở. Tí chẳng luôn à. Để vào đây. Chụp ký mẹ chụp cái lỡ. Bốn lớn. Vô vừa rồi còn nhiêu bỏ bọc kia nữa ok rồi. Để coi rửa xong đi. Sao? Bị gì á anh em, thằng này nó bị gì á. Sao mày ngáo? Rồi ngáo quá, mình tắt video này mới được để làm một tiếng anh em mới được. Ngáo quá. Chắc nó bị ngáo đá rồi. Không phải, ngáo chữ thề. Nó ở ấp nhìn con cạp mấy con tiếng nó ở ấp sau cái tiếng nè anh em ơi, ấp sau vô ấp sau cái tiếng vô đúng chết ba chàng cũng chết nha ghê quá. Rồi vậy thôi đem luôn một tiếng anh em lấy mấy mực bèo đó ra.